cũng xin chia sẻ với mọi người nè. Mình thấy rất là hiệu quả luôn mọi người nè. Mới làm ra nè, đây bên này nè, cái rạch này nó mất hẳn luôn liền á. Rồi cái mắt mình là bên này nó sáng hẳn lên. Còn bên này nè, mọi người thấy không đó. Còn cái rãnh sâu rồi, chưa làm bên đây, mới làm có một bên thôi đó. Còn cái rãnh sâu nè, với lại một cái nhăn mắt nè, mình nhìn hai bên nó khác bị hoàn toàn luôn á. Mà tôi rất là ưng ý và vừa lòng với cái dịch vụ này của bên Thanh Mai. Thì trong cái quá trình làm nó, nói chung mà tôi thấy nó cũng nhanh, gọn. Mà cái gì nè, không đau, nó chỉ chăm chút chút xíu thôi. Bác sĩ làm rất là gần gũi mà nói chuyện với mình là rất là thân thiện, mình cũng dễ chịu lắm đó. Làm ra rồi bây giờ mình thấy mình muốn chia sẻ điều đó. Cái nhất cái hay là mình thẩm mỹ viện Thanh Mai là chỗ rất là an toàn và uy tín, mình thích điều đó. Cho nên không phải là một cái dịch vụ điều trị này bên viện Thanh Mai mà tôi tiếp tục, tôi sẽ duy trì và tôi làm để tôi giữ cái tuổi thanh xuân tôi và cái trong công việc làm ăn tôi thì nó đi lên hơn. Thì qua đây cũng xin cảm ơn viện Thanh Mai rất là nhiều. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Naturally là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ Kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,